Chào cả nhà, chào các bạn. Hôm nay tôi làm cái video này để muốn chia sẻ với cả nhà về cách lãnh tiền hưu ở Mỹ khi mình đang ở Việt Nam. Thì có hai cách cả nhà. Cách thứ nhất là những người đã lãnh tiền hưu rồi ở bên Mỹ, sau đó quyết định về Việt Nam sống, thì thay vì mỗi tháng thì tiền hưu nó tự động chuyển vào cái account, cái tài khoản của người đó ở bên Mỹ. Nhưng khi người ta về đây thì họ muốn là tiền vô thẳng vô, deposit vô cái account ở bên Việt Nam, ngân hàng Việt Nam. Thì bằng cách nào? Thì cái trường hợp này á, tuy vậy mà dễ hơn cái trường hợp kia nha. Tức là trường hợp mình sẽ nói sau nè. Thì lúc đó đó, thì nếu mà cái người đó thì ở Sài Gòn thì có thể đến lãnh sự quán Mỹ ha, còn ngoài Bắc thì đến đại sứ quán Mỹ, thì xin một cái đơn ha, xin một cuộc hẹn appointment. Sau đó tới ngày vào thì nói với, đó có người nói tiếng Việt nữa, thì nói là xin một cái trình bày cho họ biết là bây giờ như vậy đó. Thì ở đó người ta sẽ đưa cho mình cái form, cái đơn. Cái đơn này á, như thế này nè cả nhà. Đơn như vậy nè cả nhà. Đó. Không biết cả nhà đọc được không ta? Cái đơn như thế này nè cả nhà. Đó, cả nhà thấy ha. Thì trong đây á, nó có 3 phần á. Phần đầu là mình điền vào nha cả nhà, điền theo mẫu này nè, cái tên ha. Còn thứ nhì á, mình đừng có đụng vô, cái đó là bên Soso ở bên Philippines á cả nhà, Manila, thành phố Manila ở Philippines á cả nhà, đây địa chỉ nè. Còn cái thứ ba đây, cái này quan trọng lắm, thì cả nhà mới đem đến, như mình á, là mình đem tới ngân hàng. Ngân hàng mà phải ngân hàng Vietcombank nha cả nhà, ngân hàng ngoại thương, thì mình mới có thể bên Soso deposit vô bằng tiền đô, nhưng mà mình lãnh bằng Việt Nam đồng nè cả nhà. Đây nè, account nè, này á, là phải là Việt Nam đồng đó cả nhà. Thì nhờ cái nhân viên ở ngân hàng đó, ngân hàng Vietcombank á, người ta điền vô cho mình cái này, nhớ nói họ là có cái Swiss code nữa đó. Đó, đây cả nhà, đó đem lại là họ biết làm mà ha. Đó, thì khi cả nhà mà sẽ sau khi điền xong, điền cái form, cái đơn xong, thì sẽ gửi theo cái địa chỉ hồi nãy mình có đưa cái đơn đó đó cho cả nhà coi á, thì sẽ gửi theo địa chỉ đó qua bên Manila, Philippines. Rồi sau đó thì họ sẽ giải quyết vấn đề đó, dễ thôi. Người ta sẽ đổi qua cái bên nhà băng bên Việt Nam mình ha. Còn cái vấn đề thứ hai, vấn đề thứ hai á, là cái người như Thu nè, chưa tới tuổi hưu nhưng mà Thu đã đủ credit rồi 10 năm, thì Thu về Việt Nam. Đây nè cả nhà, ở đây là cái website của bên Manila, Philippines á, văn phòng Soso của Mỹ nhưng mà ở bên Philippines nha cả nhà. Đây thì cả nhà chứ gửi tạo một tài khoản email á nha cả nhà, nếu cả nhà có sẵn thì khỏi. Thì sau đó thì cả nhà sẽ gửi vô cái trang web này nè, gửi cái email tới đó, thì lúc đó nó sẽ hiện ra rất là nhiều, nó hỏi mình cần cái gì cái gì, thì trong đó mình sẽ vô cái mà lãnh lương hưu quá cả nhà nha. Ha, đó đây có giờ giấc nè ha, có địa chỉ nha cả nhà, rồi làm từ 8 giờ đến 11 giờ sáng giờ Manila nha cả nhà, nhớ nha cả nhà, chứ không phải giờ bên mình đâu, để sau này có interview á, giờ đó là giờ Manila, Philippines.
Mỗi mỗi tuần thì chỉ làm có ngày thứ ba và thứ năm nha cả nhà. Và trừ đi những cái ta sẽ nghỉ lễ, lễ bên Mỹ, tự vì lãnh sự quán Mỹ ở đó. À, thành ra là trừ những ngày lễ của Mỹ và cái lễ holiday, lễ của Philippines ha cả nhà. Đó. Đây, nếu muốn thêm thông tin thì hãy visit cái này nè cả nhà. Này ha, đến trang web này. Đó, thì chủ yếu là trang web này nè cả nhà. Đã đó cả nhà. Đã làm mình đã đánh dấu lên màu xanh lên đó cả nhà. Ha. Rồi cả nhà, mình đã đưa cho cả nhà coi hai trường hợp, bây giờ mình phải lý giải. À, biết làm sao mình làm cái video này không? Tự vì mình có nhận một cái của một cái chị ha. Đã hỏi mình ở trên cái video trước mình làm á, về mình đã lãnh tiền hưu đó. Thì chị hỏi là cái tiền mà mình lãnh lương hưu á là chuyển vào tài khoản ngân hàng ở Mỹ hay ngân hàng ở Việt Nam. Thì mình xin trả lời cho, mình đã trả lời chị đó rồi, nhưng mà muốn làm cho rõ hơn để cho mọi người biết. Từ dịnh chỉnh thì nếu mà mình trả lời thì không có rõ ràng bằng mình làm cái video này. Thì cả nhà biết không, nếu mà đầu tiên á là mình muốn cái ngân hàng bên đây ha, mình đã ra nhờ nhà băng á, người ta điền được cho tất cả cho mình. Nhưng mà khi mà mình nói bên đó đó, thì lúc tự vì khi mà mình nộp đơn, mình nói cho cả nhà nghe đó là mình nộp đơn trước, mình không phải là nộp đơn, nhưng mà mình vô trang web đó, chính xác á là mình sinh tháng 6 thì đó là tháng 4 là mình gửi cái email qua. Rồi trong đó người ta có nói nếu mà trong vòng 60 ngày mà không thấy hồi âm gì đó thì mình sẽ mình nên gửi cái email cho người ta. Để thì lúc đó người ta sẽ gọi là ưu tiên cho mình, priority cho mình ha. Thì sau 2 tháng thì Thu mới gửi thêm một cái email là sao đã qua 2 tháng rồi mà vẫn chưa có. Thì lúc đó người ta sẽ khoảng chừng 10 ngày sau người ta trả lời mình. À cả nhà, thì nó đã nhận được rồi, mình như vậy đó. Ta cho mình một cái ngày phỏng vấn. À sau đó thì khoảng tháng 6, tháng 7, sau đó thì 2 tháng nữa ha cả nhà. À tháng 4 cái tới tháng 6. À tháng 4, tháng 5 tới tháng 6. Rồi sau đó là hết tháng 6, tháng 7 ha cả nhà. Thì hết 2 tháng sau nữa thì là mình có một cuộc appointment, interview bên đó, người ta sẽ phỏng vấn mình. Đó. Thì khi đó là tới giờ Manila nha cả nhà, thì bên đó sẽ gọi cho mình. Đó, mình ngồi ngay máy điện thoại mà nhớ coi cái email của mình. Nếu mà người ta cảm thấy problem, làm cái vấn đề mà người ta không có thể mà gọi điện thoại cho mình được á, có thể điện thoại mình không đúng hay là sao, thì người ta có thể email cho mình biết là người ta không thể gọi mình được. Đó. Rồi sau đó ta hỏi mình. Và khi mà mình vô trang web mà nãy mình có đưa cho mọi người coi á, vô đó đó thì mình đã điền thông tin rồi, mình rồi người ta đã biết rồi đó cả nhà ơi. Ô xô xô, người ta biết rồi mà ta hỏi lại nữa, hỏi cũng đơn giản thôi à. Rồi cuối cùng á thì xong xuôi hết rồi, rất cũng nhanh lắm cả nhà ơi. Phỏng vấn á khoảng chừng nửa tiếng hả cả nhà, 40 phút. Thì xong xuôi rồi á thì mình mới nói là bây giờ mình muốn đầu tiên á là người ta hỏi mình là có một cái một cái account của một ngân hàng của US không, Mỹ không, thì mình nói là mình có. Lúc mình về á tự nhiên mình còn giữ lại cả nhà, mình gửi một ít tiền thôi để mình giữ lại cái đó. Mà thì người ta mới nói là nên, người ta nói mình ta có kinh nghiệm trước thì mình nên là gửi deposit tiền hưu của mình vô thẳng vô cái tài khoản bên Mỹ. Tự vì bên Việt Nam á thì người ta có gặp những cái problem, những cái vấn đề á mà người ta không muốn mình sẽ bị rắc rối về sau, như là cái tên ha, tên bên mình á, bên Việt Nam á thì họ
ha, vậy thì Trần Thị A, A Trần Thị B gì đó. Nhưng mà bên Mỹ á thì cái first name, cái tên đầu trước và tên họ sau, rồi đâu phải đâu, nó có những cái tên giữa, tên middle name, tên lót cái giữa đó, nhiều khi à vậy tí như là Nguyễn Quỳnh Băng Châu đồ hay là cái gì nhiều lắm, nhiều lắm, Nguyễn Huỳnh Thị Thụy Băng Châu đồ nhiều lắm đó. Thì khi mà mình ghi nó không đúng á, nó không đúng cho ngân hàng bên đây thì bên Việt Nam đó thì cái tiền nó không vô, một chút thôi cũng không có được, nó người ta nói tránh như rắc rối mà future trong cái tương lai á đó. Thì khi mà mình đã nộp đơn rồi, mình đã phỏng vấn rồi, cả nhà mình mong cho mình có tiền mất công lắm, chứ đi đi vòng 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 sau cùng thì xô xô cũng trả mình không thiếu đồng nào đâu, mình trễ dù cho 5-6 tháng rồi. Bởi vậy có nhiều người cả nhà khi lãnh lương hưu, sao tôi lãnh nhiều quá, lãnh đâu 5-6 ngàn vậy đó, nhưng mà thật sự không phải, là người ta dồn những cái tháng mà trước mà mình nộp đơn mà mình chưa lãnh đó, thì bây giờ người ta dồn tới đó đó. Thì nhưng mà trong thời gian đó mình cũng hồi hộp, mình lo âu rồi không biết làm sao, đồ phải chỉnh tới chỉnh lui. Mà cả nhà biết không, mỗi lần mình gửi qua bên Manila đó hơi bị lâu á, như thế như là khoảng 2 tuần, 2 tuần là mình mong cho mau á, người ta đề vậy đó ha. Nhưng mà thật sự là nó có thể lâu hơn nữa. Rồi cái mình chứ là mình chứ chờ tới chờ lui, rồi nhiều khi không biết gửi vô thế nào, đích sáng không nữa. Thành ra thôi, thế là mình quyết định luôn. Mình nói cảm ơn nó, explanation cho mình, giải thích cho mình. Rồi mình ok, rồi mình click vô cái đó. Thì khi rồi là xong. Rồi xong nó gửi cho mình email là nó đầy đủ cho mình rồi ha, mình đã xong rồi đó. Thì khi đó nó nói mình là khoảng lúc mà phỏng vấn nó nói là phải couple month nữa, 2-3 tháng nữa đó. Thì tự gì nó nói gì nè, bên Manila giải quyết xong rồi phải gửi về bên Mỹ nữa cả nhà. Soso bên Mỹ, Soso bên Manila và Soso bên Mỹ. Nhưng mà cái Soso Manila không phải là nước của nước Philippines đâu cả nhà, mà lãnh sự quán Mỹ mà đặt tại Manila, thành phố Manila của nước Philippines đó, hoàn toàn là Mỹ. Thì nó sau khi ở lãnh sự quán Mỹ ở Philippines giải quyết xong rồi, approve rồi, thì cũng gửi qua bên cho Soso bên Mỹ đồng ý, thì lúc đó tới tiền vô mình. Thì mình chờ vậy mà nhanh cả nhà ơi, phỏng vấn hồi 6 tây tháng 8 giờ mà tới 31 tháng 8 là đã có rồi đó cả nhà, có vậy nhanh đó. Thành ra vấn đề là mình nói thì thành ra với lý do đó mà mình không có mà đây nè đó, nãy mình để kia cả nhà nhìn thấy dễ hơn, mình không có điền trong cái form này cả nhà ơi, mình không có điền trong cái form này đó đó. À, thì nó ngắn gọn, nó dễ dàng như vậy thôi cả nhà ơi. Đó, đây là những điều mà mình kinh nghiệm thực tế của mình luôn á nha. Đó, thì coi như là mới lãnh lương đây chứ đâu, 31 tháng 8 thì mình mở cái tài khoản mình bên Mỹ ngày đó đó, mình thấy tiền vô rồi mình không ngờ. Sau đó thì nhưng mà phải 5 hoặc 6 ngày business day của nó đó, thì bắt đầu nó mới cho mình, nó như nó như nó đại diện như nó là nó mới rồi nó xin thôi, mình chưa có rút tiền ra được đâu, phải sau 5-6 ngày sau, nó kỹ lắm để coi có mà lộn hay có cái gì đâu. Mà trong cái tài khoản đó nó có đề cái số mà số của mình, mới để 4 số cuối thôi, đề rõ đồ tên mà để tắt đồ của mình á đầy đủ hết đó nha. Rồi đó, thành ra còn mình giải thích, khi mà mình lên lãnh sự quán Mỹ ở Việt Nam, ở Sài Gòn mình là lãnh sự quán Mỹ, đặt ở Sài Gòn, còn đại sứ quán Mỹ thì ở Hà Nội, cả nhà mình ở miền Nam mà Sài Gòn đó, mình lên lãnh sự quán Mỹ. Nhưng mà vô đó thì người ta nói đây không có giải quyết vấn đề này mà phải gửi cái đơn qua bên Manila, lãnh sự quán Mỹ ở Manila nước Philippines. Đó, chứ bên đây bên kia thì không có, bên mình đây không có giải quyết về cái vấn đề đó. Đó,
thì mình nói cho cả nhà nghe tại sao mà phải nộp đơn tốt bên kia. Dạ, thì kỳ mình đi qua bên California thì mình tính là làm đơn ở đó, nhưng mà tự nhiên lúc đó là mình muốn là chuyển thẳng tiền về Việt Nam. Với lại thêm một điều nữa cả nhà, mình coi trên đó đó thì mình thấy là người ta đã phỏng vấn mình như vậy, thì sau này thật ra mặc dù quốc tịch Mỹ nhưng mà ta cũng phải kiểm tra mình á, thì người ta chưa gửi email mình hay là cái gì, hay là cũng là gọi điện thoại như vậy luôn ha cả nhà. Đó thì đó là người ta có thể check được mình là mình còn sống hay là mình đã mất rồi. Tự nhiên mình mất rồi mà ta gửi hoài, mình khỏi có về bên Mỹ, nhiều khi mình chưa có mà điều kiện để về bên Mỹ được, nó tiện cho mình. Thành ra lúc mà mình lên social ở bên California đó, ở thành phố San Jose á, mình hỏi thì người ta nói là nếu mà mình muốn làm bên Philippines á thì mình nên làm một chỗ thôi, chứ không phải mình làm cái đơn ở đây, mình làm lãnh lương hưu ở bên Mỹ nha, ở bên Cali, xong rồi mình về bên Việt Nam mình lại gửi qua email qua bên Philippines mình làm nữa, là nó rất làm nó gọi là trouble đó, nó nhiều quá, nó sẽ gặp những cái rắc rối cho mình nữa đó. Hai bên cái nào ra bên đó thì mình không biết đó, cái này là mình không biết là những người mà ta nộp đơn bên đó thì đó, thì tài khoản người ta tìm bên đó ha. Thì sau này hay là sau phỏng vấn mình nghĩ là cũng phải kiểm tra như thế nào, thì mình đâu có, nhiều khi mình không có điều kiện để về Mỹ lúc đó đó cả nhà. Thì ở đây, ở bên đây á, thì mình nghe nói là người ta, mình biết gì thì mình chia sẻ cái đó cả nhà. Thì có thể là người ta phỏng vấn mình ở trên điện thoại hay cái gì, người ta biết mình như thế nào đó cả nhà. Đó thì rất là tiện. Còn có người ta chuyển tiền về nữa, thẳng nếu tiền thẳng ở đây có thể thẳng nhà băng bạn luôn. Nhưng mà ta xô thì gửi tiền đô, như bên đây nè, nãy có đề nè. Khi mà mình lấy Việt Nam đồng nha. Nha. Đó cả nhà. Account này must be in Việt Nam đồng nè. Thì phải trong cái Việt Nam đồng. Đó, đổi ra tiền Việt cho mình. Đó cả nhà. Thì cái vấn đề đó là mình nói là mình quên nói là nhà băng của Mỹ á, mà có nhà băng nào liên kết ở đây á? Không có nha cả nhà, không có nhà băng Mỹ ở bên mình, không biết một Hà Nội sao. Ở Sài Gòn mình là không có nhà băng nào để mà khi mà mình mở cái account đây rồi chuyển qua nhà băng Mỹ mà ở bên Sài Gòn mình hết á, Việt Nam mình à, mở Sài Gòn á, Hà Nội thì mình không biết. Không có, chỉ duy nhất có là Vietcombank nha cả nhà, ngân hàng ngoại thương của nhà nước Việt Nam, ngân hàng lớn nhất của nhà nước Việt Nam đó, gọi là Vietcombank. Nó là ngân hàng ngoại thương đó cả nhà. Đó, thành ra nó có tư cách pháp nhân để mà có thể mà chuyển tiền qua lại được. Đó cả nhà. Thì bằng cớ là khi mà mình, trước khi mình về Việt Nam á, là mình có dinh văn phòng Soso ở tiểu bang mình ở, là lúc đó là mình ở Oklahoma, nhưng mà sau này thì mình khi mà mình đã về Việt Nam rồi á, thì mình qua thăm gia đình mình ở Cali, California, do đó mình mới làm Soso đó, cái đầu đuôi vậy. Thì mình có lên văn phòng Soso của mình á ở Oklahoma, thì người ta cũng đưa cho mình một cái tờ form y chang như vậy nè cả nhà. Đó đó, thành ra là mình có thể chuyển về Việt Nam được qua ngân hàng Vietcombank đó cả nhà. Mình có lên nói thì người ta ở đó, người ta cũng có nhiều người cũng lại làm như vậy luôn ha. Đó, còn riêng mình đó thì mình chuyển qua ngân, tự nhiên mình còn cái account của bên Mỹ á đó. Đó, account bên Mỹ, nhà băng bên Mỹ, nhưng mà khi mà mình liên lạc bất cứ cái gì là bên Manila qua email cả nhà. Còn khi phỏng vấn mình thì ta phỏng vấn qua điện thoại nha cả nhà ha, ta phỏng vấn qua điện thoại cho mình đó. Chính xác là mình phải nói đó, con gái mình ngồi kế bên nữa để mà dịch qua cho mình, nhưng mà phải có mình ngồi ngay đó nha. Những cái nào mà mình không nghe rõ đó thì con mình nó dịch ra cho mình đó cả nhà. Thật ra cũng hỏi cũng dễ nghe lắm cả nhà.
người Phi như người ta nói tiếng tiếng Mỹ á, nghe cũng dễ lắm đó. Thì cái vấn đề mình nói xong cái vụ đó rồi đó, thì các bạn thấy cũng dễ. À còn cái vấn đề này nữa nha cả nhà, vấn đề này nè cả nhà, khi mình đến cái tiểu bang mà một lúc mình sống ở tiểu bang Oklahoma đó, mình ở đó thì người ta có recommend mình nè, nếu mà mình về Việt Nam mà mình làm á, thì người ta biết mình không có cần bảo hiểm, mình không có phải là mua bảo hiểm bên bên Mỹ. Tại vì nếu mà mình lãnh tiền hưu bên Mỹ á, thì mỗi tháng thì mình phải đóng một cái phần, mình trả một cái phần mà gọi là tiền bảo hiểm sức khỏe đó cả nhà. Đó, tiền bảo hiểm sức khỏe. Nhưng mà khi mà ở bên Việt Nam thì tiền mà lãnh nguyên vậy không có trừ. Tự người ta biết bên đây thì mình phải mua bảo hiểm bên Việt Nam rồi, thì tự mà mình có lãnh tiền lương hưu thì tự mình mua thôi. Nhưng mà cái này á, là mình có một cái này mình nói thêm á. Tôi có một cái cô kia, chờ cổ ta 80 tuổi rồi đó, mà cổ chưa giải quyết mà cổ xui cái là mùa dịch đó. Cả nhà biết không? Khi mà các bạn có các cô chú á, mà đã lãnh lương hưu ở bên Mỹ rồi, rồi sau này mới về Việt Nam á, rồi gì chỉ tiễn như có làm theo kiểu mà như mình nói á, mà để chuyển tiền về bên đây á đó. Nhưng mà ở bên chỗ cái này mình nói dài dòng, nhưng mà thật sự mình thấy cái này nó rất là hay luôn á. Nếu mà mình nó trước năm 65 tuổi thì mình phải cancel cái phạt đi á cả nhà. Mình phải tới văn phòng social security á, ở cái tiểu bang mình, ở thành phố mình, để mình cancel cái phạt đi. Thì cái đó hơi rắc rối thôi nha. Tại vì cô chú lúc đó về Việt Nam rồi đó, mà phải cancel trước 2-3 tháng nha. Nếu mà mình không cái cancel cái phạt đi này nó trước 65 tuổi á, trước 2-3 tháng nha, thì tự động người ta hả, người ta trừ tiền mình. Mình nên cancel cái phạt đi này trước 65 tuổi 2-3 tháng, chứ mà người ta trừ tiền mình. Cái cô đó cũng bị á, cô bị lúc mà mùa dịch nữa, cô bị trước, bị cả 2 năm gì đó. Cái sau cái cổ, sau hết dịch rồi, cổ qua cổ để khiếu nại á, cổ lên văn phòng xô xô, mình có đi với cổ thành năm mình mới biết được. Và cái này á là trên xô xô của tiểu bang Oklahoma chỉ mình luôn, chỉ mình cancel phạt đi trước 65 tuổi 2-3 tháng ha. Rồi còn cái phạt A á, phạt A đó cả nhà, thì nó free, thì mình cũng không cần phải apply cái đó. Nhưng mà khi mình về hưu á, thì người ta sẽ apply cái phần mà phạt B. Nhưng mà khi mà trước 65 tuổi 2-3 cách chưa, còn 2-3 tháng 65 tuổi thì mình tới văn phòng social security của thành phố tiểu bang đó, tiểu bang người đó đang ở á, mình hỏi để mình cancel cái phạt B nha cả nhà. Rồi xong rồi cả nhà ơi, tự vì cái chị đó chị hỏi mình, thì mình sau khi mình trả lời cái chị đó xong rồi, mình cảm thấy là chưa rõ ràng cái chị ấy. Tự vì nếu mình trả lời trong cái comment đó, nó dài nhưng mà nó cũng không đủ nữa, do đó mình mới làm lên cái video này. Thì mình mong là mình không biết có ai gặp trường hợp như mình không, nhưng mà nếu có đó thì cũng giúp ích được một chút cho cái người đó. Còn nếu mà các bạn không có trong cả nhà, không có trong trường hợp này, thì cũng là biết được như là cái cách thức mà làm lãnh lương hưu như thế nào. Cái này là do chính bản thân của mình đó nha. Mình lên lãnh sự quán Việt Nam này, rồi mình ở bên Mỹ thì mình vô social của trong tiểu bang mình đó, mình hỏi là người thật việc thật luôn. Cái này kinh nghiệm của mình mà người thật việc thật luôn, là cái chu trình nó đã đi như thế đó. Và cái đơn đó nó, cái form đó là SA1199 nè. Đó, người ta đưa cho mình, nãy mình có đưa. Rồi cái địa chỉ nữa. Đó. Đây cả nhà, để mình ấy là chậm chậm cho cả nhà, nếu mà cả nhà sao nha. Mà cả nhà chỉ cần cái trang web này thôi là vô, là coi như người ta trả lời hết trơn rồi.
muốn tải về, muốn download cái form mà để direct deposit money nè, Việt Nam nè, thì nó SSA 1199 nó có luôn, nhiều lắm, muốn download cái gì cũng được, download cái gì cũng được hết. Đây bây giờ mình sẽ record lại cái này nha cả nhà, cho cả nhà coi. Đây là cả nhà hả, cả nhà thấy rõ không cả nhà? Đây đó, cả nhà thấy mình đã dominer lên cái mặt, lên cái hàng chữ mà online đó đó, cả nhà thấy không? Form nè, UF MBC nè cả nhà, đó thì cái đó cả nhà sẽ vô cái trang web đó, rồi từ đó mà có thể gửi đơn từ đồ được để xin lương hưu. Và nhớ là nếu cả nhà nào có không có email á thì nên tạo một tài khoản Gmail ha cả nhà, Gmail nè đó. Thôi đã dài rồi. Mình có chút hiểu biết một chút về vấn đề này, xin mạo muội là chia sẻ với cả nhà nhé. Đây là kinh nghiệm thiệt của mình, và mình đã lãnh tiền hưu được rồi, được 14 ngày rồi cả nhà, chờ thêm 4 ngày processing á là khoảng 9 ngày đó, 9 ngày là tiền của mình luôn rồi. Ẩn tới cuối tháng này là tiền tự động nó chuyển vô cái account mình luôn đó. Thì mình xin chia sẻ cho cả nhà, mong là giúp ích cho cả nhà các bạn một ít. Thôi mình xin ngừng video ở đây. Giờ này khuya, giờ này tối bên Việt Nam rồi cả nhà đó, thì nếu mà bên Việt Nam thì mình chúc cả nhà các bạn một đêm ngon giấc, còn bên Mỹ thì giờ này sáng đi làm. Chúc các bạn cả nhà một ngày bình an tốt lành nhé, hẹn gặp cả nhà ở video sau nhé.